Ok, hôm nay giới thiệu cho các bạn một sản phẩm ống nhòm xịn nhất của cửa hàng mình nhá. Con này có tên là Selectron Granite ED10x42. Tại sao lại gọi nó là ống nhòm xịn nhất? Thì con này được trang bị ống kính 42mm ED và giúp loại bỏ mọi quang sai cho màu sắc được trung thực nhất, ngay cả trong điều kiện thời tiết ánh sáng yếu. Ngoài ra thì con này còn được bơm nitơ chống nước và sương mù, chúng ta có thể sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết. Cùng thử xem nó có gì đặc biệt mà lại đắt đến như thế nhá. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down.